Sao? 800 tôn tiên thiên thần và tiên thiên ma thần sao? Lúc bấy giờ trong lòng Trung Nhạc đại chấn, có chút đầu váng mắt hoa. 800 tôn tiên thiên thần và tiên thiên ma thần sinh hoạt trong tòa thánh địa cổ xưa này ư? Đây là một cỗ thế lực khổng lồ tới mức nào đây? Bích Lạc tiên sinh là muốn tái hiện thời đại hắc ám hay sao? Gã thần ma chăm tay kia mỉm cười nói. Bọn họ chính là lực lượng thay thiên hành đạo, thế thiên hành đạo. Nếu như vũ trụ phát sinh loạn lạc, thế lực của Bích Lạc cung sẽ có thể bình loạn. Có bọn họ ở đây, bất loạn đại loạn gì cũng không thể dao động căn cơ của thiên địa này, căn cơ của thiên được. Trung Nhạc nhất thời trầm mặc. Bích Lạc cung đại biểu của thiên tại tinh vực Tử Vi, thậm chí có một cỗ thế lực khổng lồ như vậy, thế lực bàng bạc không cách nào tưởng tượng. Cho dù tinh vực Tử Vi có bởi vì tranh đoạt bảo vị thiên đế mà phát sinh đại loạn, lại loạn hơn hiện tại gấp trăm ngàn lần đi chăng nữa, thiên cũng vẫn có đầy đủ lực lượng để bình loạn. Sự thống trị của thiên cũng sẽ không vì vậy mà sụp đổ tan rã. Bất luận thiên đế đời tiếp theo là ai, là nam hay nữ, là chủng tộc gì, là tiên thiên thần hoặc là tiên thiên ma thần, hắn hay nàng ta đều phải là thiên tử, là con của thiên. Cái thiên này đáng sợ tới mức khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ. Tư Mệnh cũng đang đánh giá khắp nơi xung quanh. Nàng nhìn thấy từng tòa cung điện, nhà cỏ, hoặc là khí thế khoáng đạt, hoặc là phong cách đại khí cổ xưa, hoặc là giản lược đơn giản. Những tòa cung điện hoặc là nhà cỏ này xây dựng trong tòa thánh địa vô cùng cổ lão, hẳn là địa phương các tiên thiên thần và tiên thiên ma thần tụ tập trong Bích Lạc cung cư trú. Nếu không tới nơi này, ai có thể nghĩ tới trong Bích Lạc cung bề ngoài không quá bắt mắt này lại cất giấu một thế lực khổng lồ đến như vậy. Gã thần ma chăm tay kia đi trước dẫn đường, tiếp tục nói. Hai vị muốn hỏi thiên ý còn phải đi tòa cung điện cổ xưa nhất kia là nguyên điện. Thiên ý chính là ở trong đấy. Nơi đó cũng là tòa cung điện phòng bị xâm nghiêm nhất. Bảo bối bên trong cũng là quan trọng nhất ở nơi này. Tư Mệnh hưng phấn nói. Sư huynh có thể nói một chút trong này có những bảo bối gì không? Để cho chúng ta khai mở nhãn giới hay không? Trong lòng gã thần ma chăm tay kia một trận sảng khoái, mỉm cười nói. Hai vị muội muội là nữ thần quan bên cạnh đế hậu nương nương, khẳng định là đã gặp qua không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí rồi. Bảo bối trên người hẳn cũng là nhiều đếm không xuể. Nhưng những bảo vật ngoại giới so với bảo vật của Bích Lạc cung chúng ta chính là không thể so sánh được, hoàn toàn là bị đạp ở dưới chân. Chính là hạt gạo và viên minh châu, căn bản không đáng nhắc tới. Đệ nhất bảo vật của Bích Lạc cung chúng ta chính là thiên ý. Thiên ý không gì không biết, chính là thần khí thiên đạo. Trung Nhạc cảm thấy trong cặp mắt chính mình đột nhiên lóe lên rất nhiều ngôi sao nho nhỏ. Hắn vội vàng hỏi. Vậy bảo vật thứ hai là gì? Bảo vật thứ hai chính là thần khí thiên phạt, cũng là một kiện thần khí thiên đạo, đại biểu cho thiên phạt, thiên uy. Kiện bảo vật này, ngay cả thiên đế cũng có thể thảo phạt, khiến cho thiên đế không thể không xưng thiên tử, không xưng con trời. Gã thần ma chăm tay kia mỉm cười nói. Kiện bảo bối này cực kỳ lợi hại. Thời đại thiên nguyên thiên đế, chư đế tranh đoạt bảo vị thiên đế, giết tới trở long đất lở, máu chảy thành sông. Cuối cùng thiên nguyên tài nghệ chấn áp quần hùng, đăng cơ xưng đế, bình định xong thiên hạ. Nhưng thiên nguyên thiên đế không muốn xưng là thiên tử. Bích Lạc tiên sinh liền cầm thiên phạt tới tìm hắn ta. Lần đó thiên nguyên thiên đế bị thua thiệt nhiều. Đương kim thiên đế thôi thôi không nói nữa vậy. Trung Nhạc và Tư Mệnh lướt nhìn nhau một cái. Lần này cặp mắt hai người không phải là cố ý thoát ra ngôi sao nữa, mà là thật sự đang thoát ra ngôi sao. Thần khí thiên phạt, bảo vật thiên đạo, ngay cả thiên đế cũng có thể trừng phạt. Vừa suy nghĩ một chút thôi đã muốn trộm đi chiếm làm của riêng rồi. Trung Nhạc lại tiếp tục hỏi. Vậy bảo vật thứ ba là gì? Bảo vật thứ ba lại càng không tầm thường, gọi là lục đạo thiên luân, là trọng khí do một triều phục khi thiên đế cuối cùng lưu lại. Gã thần ma chăm tay kia dưng dưng đắc ý, mỉm cười nói. Bảo bối này chính là bảo vật trưởng khống chư thiên. Thời đại địa ký, phục khi thí, thống trị thiên địa hoàn vũ, giang sơn không gì phá nổi. Nhưng cuối cùng cũng sẽ có chút phân phối lợi ích không đều, dẫn tới nội bộ chủng tộc không hợp. Phục khi trưởng khống kiện bảo vật này đã đầu phục vào thiên, dâng ra kiện bảo vật này khiến cho phục khi thần tộc mất đi đại quyền khống chế đối với thiên hạ. Hey, chỉ tiếc là kiện bảo vật này có chút cổ quái thôi. Bích Lạc tiên sinh đã nghiên cứu rất lâu rồi cũng không thể phát huy ra uy lực của kiện bảo vật này, cho nên chỉ có thể xếp ở vị trí thứ ba. Khóe mắt Trung Nhạc nhảy lên một cái.
phản đồ Phục Khí Thị đã trộm đi kiện bảo vật này, hủy đi căn cơ của Phục Khí Thị, khiến cho Phục Khí Thị suy bại nhanh đến như vậy. Mất đi kiện trọng khí này, Phục Khí Thị đã không còn năng lực trưởng khống lục đạo luân hồi nữa. Các tộc phát sinh phản loạn, khiến cho Phục Khí thần tộc cơ hồ triệt để diệt vong. Vậy bảo vật thứ tư này thì sao đây? Hai mắt Tư Mệnh vẫn như cú thoát ra ngôi sao, gương mặt sùng bái hỏi. Bảo vật thứ tư cũng không thua kém bao nhiêu đâu. Lúc này bọn họ đã đi tới trước tòa nguyên điện kia. Tòa nguyên điện này cực kỳ cổ lão, sợ rằng đã có 10 vạn năm lịch sử. Tiến vào trong nguyên điện, chỉ thấy hai tôn tiên thiên thần ma đứng sừng sững hai bên đại điện, hẳn là kẻ thủ hộ nguyên điện này. Tu vi cảnh giới của hai tôn tiên thiên thần ma này cực cao, không phải là đế quân thì cũng là tạo vật chủ đỉnh cao. Trên người bọn họ tán phát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn mang tới cho người khác một loại cảm giác vô cùng cổ lão, khiến cho khóe mắt Trung Nhạc phải nhảy loạn. Chẳng lẽ là tiên thiên thần ma sinh ra từ thời đại Hoa Kỳ hay sao? Lục đạo thiên luân cũng ở trong tòa nguyên điện này, cho dù có thể thu vào tay, nhưng làm thế nào mang đi cũng là một vấn đề lớn đấy. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Tư Mệnh rốt cuộc có thủ đoạn gì có thể đánh cắp được lục đạo thiên luân, sau đó bình an rời khỏi nơi này đấy. Gã thần ma chăm tay kia mỉm cười nói, bảo vật thứ tư là trọng bảo của thời đại hắc ám, không biết các ngươi từng nghe nói qua trong thiên địa có ba đại linh căn hay chưa. Bảo vật thứ tư này chính là một trong ba đại linh căn sinh mệnh thần thú. Sao? Sinh mệnh thần thú của đại Tư Mệnh ư? Trong lòng Trung Nhạc đại chấn, không nghĩ tới cây thần thụ này lại ở trong nguyên điện. Cây thần thụ này vốn dĩ không phải xếp phía sau lục đạo thiên luân, bất quá đáng tiếc thần thụ sớm đã khô héo rồi, chỉ còn lại có thân cây mà thôi. Bích Lạc tiên sinh có tưới nước chăm bón như thế nào đi chăng nữa cũng không thể khiến cho thần thụ hồi sinh được. Gã thần ma chăm tay kia đột nhiên dừng bước, kết xuất một đạo pháp ấn. Không gian phía trước đột nhiên chấn động, một phiến không gian vô cùng vô tận chợt xuất hiện. Bên trong phiến không gian hạo hãn kia có một đại vật khổng lồ, trải đầy những khối u sần sùi phiêu phủ trên không trung. Vô số đường ống vô cùng thô to từ trong vật thể kỳ lạ này chui ra, xuyên suốt qua hư không. Đây là một bộ não, là bộ não sau khi lột bỏ sọ não, chỉ còn lại có não thể, không có bất kỳ phòng hộ nào. Những đường ống kia hẳn là dụng cụ cung dưỡng, cung cấp năng lượng cho bộ não khổng lồ này vận hành cùng sử dụng. Ngoài mặt bộ não lớn này, thỉnh thoảng còn có từng đạo thần quang huyễn lệ nhanh chóng lưu động dọc theo đường vỏ não, phảng phất như bộ não này vẫn còn đang suy tư, vẫn như cũ còn sống vậy. Trong không gian vang lên vô số loại đạo âm, các loại đạo âm hỗn loạn cùng một chỗ, không ngừng ong minh, không ngừng chấn động. Những đạo âm này là thanh âm của đạo, vô số loại đại đạo thiên địa ngâm sướng, phản ánh hết thảy mọi thứ trong vũ trụ tinh không và trong bộ não này, để cho nó có thể trưởng khống hết thảy mọi biến hóa của vũ trụ, từ trong biến hóa tìm kiếm ra xu thế tương lai. Không chỉ như vậy, nó còn liên tiếp với thiên, tiếp nhận ý nguyện của thiên, nó chính là thiên ý. Tư Mệnh nhìn về phía gã thần ma chăm tay kia, lộ ra thần sắc khó xử, rồi thấp giọng nói, sư huynh, chuyện mà nương nương lệnh cho chúng ta hỏi thiên ý không thích hợp truyền vào trong tay người khác đâu. Gã thần ma chăm tay kia hội ý, xoay người rời đi, rồi mỉm cười nói, các người có thể yên tâm, cho dù ta nghe được cũng sẽ không ngoại truyền. Dù sao Bích Lạc cung ta cũng là độc lập với các đại thế lực tử vi bên ngoài, các người cứ việc hỏi, ta không nghe là được. Tư Mệnh chắp tay cảm ơn, đứng trước phiến không gian to lớn hạo hãn kia, đặt câu hỏi cho bộ não khổng lồ này. Nàng nói, thiền ý đế hậu đương nương lệnh cho ta hỏi ngươi, thiền còn ủng hộ cho đế minh bệ hạ nữa không? Bên ngoài bộ não khổng lồ này không ngừng lưu động từng đạo quang ba. Đột nhiên trong đầu Trung Nhạc và Tư Mệnh vang lên thanh âm ầm vang kinh thiên động địa. Đó là tinh thần lực khủng bố của bộ não này trực tiếp đánh vào trong đại não bọn họ, biến thành thanh âm chấn động. Thiên không can thiệp vào tranh đấu đế vị, thiên chỉ cần thiên đế để duy trì vũ trụ vận chuyển mà thôi. Tư Mệnh khẽ nhíu mày tiếp tục nói, ta cần không phải là đáp án này. Ta muốn hỏi chính là thiên đã có nhân tuyển cho thiên đế đời tiếp theo hay chưa? Thanh âm bộ não này vang lên ầm ầm chấn động. Thiên không có bất kỳ nhân tuyển nào. Thiên chỉ cần thiên tử, phàm là tồn tại đế cấp thôi, chỉ cần cam nguyện làm thiên tử, kẻ nào cũng có thể ngồi lên bảo vệ thiên đế này. Trung Nhạc thoáng ngẩn người,
kinh ngạc nhìn Tư Mệnh, trong lòng thầm nghĩ: sao Tư Mệnh lại chấp nhất hỏi vấn đề này như vậy? Lẽ nào nàng thật sự là phụng mệnh đế hậu nương nương tới đây tra hỏi thiên ý hay sao? Tư Mệnh tiếp tục nói: đế hậu nương nương lệnh cho ta hỏi ngươi, nữ tử lên làm thiên đế, thiên sẽ can thiệp hay không? Thanh âm bộ não này chấn động: sẽ không. Trong lòng Trung Nhạc một lần nữa chấn động: câu hỏi này của Tư Mệnh là hỏi thay đế hậu nương nương hay là hỏi cho chính mình đây? Hiện tại nàng cách đế cánh vẫn còn rất xa vời, hẳn là cũng không cần thiết hỏi vấn đề này. Chẳng lẽ đế hậu nương nương không cam lòng là một vị đế hậu, nghĩ muốn là một vị nữ đế hay sao? Tư Mệnh quay đầu lại nhìn về phía gã thần ma chăm tay kia, chỉ thấy hắn đã rời khỏi nguyên điện, hiển nhiên là không muốn nghe những câu hỏi của nàng trêu chọc thị phi. Tư Mệnh cười tủm tỉm nói: thiên ý, còn có hai vấn đề nữa. Vấn đề đầu tiên, lục đạo thiên luân đang ở đâu? Nguyên điện đột nhiên khẽ chấn động, lại có một phiến không gian hạo hãn nữa lộ ra. Một kiện thần khí to lớn khôn cùng xuất hiện, vô số phù văn đồ đằng vô cùng vô tận hình thành sáu đạo quang hoàn thật lớn, không ngừng ong ong chuyển động. Trong những quang hoàn là các cấu kết trọng khí thượng cổ vô cùng phức tạp, những cơ năng hết sức tinh xảo, những bộ phận thiếu sót, những nguyên năng thiếu sót của địa ngục luân hồi trong lục đạo giới, toàn bộ đều tập trung trong những kiện trọng khí thượng cổ này. Mà ở trung tâm kiện trọng khí này còn có một cái bảo tọa thật lớn, phảng phất như là hạch tâm để khống chế kiện trọng khí thượng cổ này. Trên cái bảo tọa kia có một tôn Phục Khi đang ngồi, bất quá hắn đã tử vong, chỉ còn lại có một bộ xương khô mà thôi. Trung Nhạc cảm giác được một loại khí tức quen thuộc, đó là vĩ lực tạo hóa. Kiện lục đạo thiên luân này chính là một kiện thần khí tạo hóa, mà bộ xương khô ngồi trên bảo tọa kia hẳn chính là phản đồ của Phục Khi thần tộc. Tên phản đồ đã hiến lục đạo thiên luân cho địch nhân, chỉ là chẳng biết tại sao hắn lại chết ngồi trên cái bảo tọa kia. Ánh mắt Tư Mệnh sáng lên, mỉm cười nói: ta còn có một vấn đề cuối cùng. Thiên ý, ngươi được gọi là thiên ý, nhất định là biết rõ quá khứ tương lai. Ngươi có thể tính ra tương lai của người bên cạnh ta hay không? Bề ngoài sần sùi của bộ lão khổng lồ này càng lúc càng sáng ngời, vô số đạo quang ba nhanh chóng vận chuyển, hiển nhiên là đang tính toán tương lai của Trung Nhạc. Cái gọi là thiên ý tự nhiên là trưởng khống hết thảy đại đạo thiên hạ, có thể từ hướng đi của đại đạo thiên hạ suy tính ra quá khứ tương lai. Chỉ có nắm giữ hết thảy hướng đi trong quá khứ, hiện tại và tương lai của tất cả sinh linh mới tính là thiên ý chân chính. Ầm ầm, nguyên điện không ngừng chấn động kịch liệt. Trong tòa thánh địa cổ lão bên ngoài điện, thần quang do từng ngọn thánh sơn tản mát ra, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng ảm đạm xuống. Vô số thần dược trên thánh sơn nhao nhao héo rũ, linh hà linh khí cấp tốc biến mất. Tất cả tiên thiên thần ma đều bị kinh động, nhao nhao rời khỏi cung điện nhìn lại, không rõ tại sao lại có loại biến hóa này. Bộ não thiên ý không ngừng chấn động, điên cuồng rút ra năng lượng từ trong thánh địa cổ lão cung cấp cho chính mình suy tính. Bộ lão thiên ý này càng lúc càng nóng, giống như một quả thái dương thoát ra thần quang hừng hực, khiến cho Trung Nhạc nhìn tới mức khải hùng khiếp phía, lo lắng nó đột nhiên nổ tung. Xem ra nó quả nhiên là suy tính không ra rồi. Tư Mệnh cười khẽ một tiếng, trong mắt lộ ra thần sắc điên cuồng. Trong lòng Trung Nhạc vạn phần kinh hãi, Tư Mệnh làm sao biết thiên ý không thể suy tính ra tương lai của hắn đây? Đại Tư Mệnh nghịch thiên cải mệnh, phá hủy đế tinh của Trung Nhạc, khiến cho tương lai của hắn rơi vào trạng thái hỗn loạn. Cho dù là sinh vật hỗn độn cũng không thể nhìn thấy được tương lai của hắn. Người biết được chuyện này tuyệt đối không nhiều, có tư cách biết rõ đều là những tồn tại vô cùng đáng sợ, ít nhất cũng là không thua kém Đại Tư Mệnh bao nhiêu. Đại Tư Mệnh chính là một người, hỗn độn thị lên đất liền cũng là một người. Những người khác có thể biết rõ, có khả năng còn có Kim Ô thần đế của Kim Ô thị. Ngoại trừ những người này ra, hẳn là những cường giả cổ lão có thể nhìn thấu quy tích thời gian, có được bản lĩnh bậc này chỉ sợ cũng chỉ có mấy vị tồn tại cổ lão mà đáng sợ đã xây dựng cung điện cách phía dưới chấn thiên phủ một quãng không xa kia mà thôi. Tu vi thực lực của Tư Mệnh trước mắt còn xa xa chưa đạt tới loại trình độ này, thế nhưng không ngờ nàng lại biết rõ thiên ý không thể tính ra tương lai của hắn. Cái này phi thường khả nghi, chẳng lẽ là sau lưng của Tư Mệnh có một vị tồn tại như vậy hay sao? Vị tồn tại này đối với nhân tộc, đối với Phục Khi là thiện hay là ác đây? Kẻ nào có thể đảm bảo dụng tâm của hắn nhất định là thiện lương đây? Bộ não thiên ý điên cuồng hấp thu linh khí linh lực thiên địa, tốc độ nhanh tới mức khiến cho người ta kinh hãi. Bộ não xưng là công gì không biết này
đang điên cuồng thôi diễn tương lai của Trung Nhạc. Từ trong quỹ tích của đại đạo thiên địa, từ trong quỹ tích tương lai của vô cùng, ức kế sinh linh thôi diễn quỹ tích tương lai của Trung Nhạc. Loại đại lượng tính toán này, sợ rằng cho dù là nối liền bộ lão của toàn bộ các vị đế ở trên thế gian lại với nhau, cũng còn xa xa thua kém nó rất nhiều. Năng lượng mà kiện thần khí thiên đạo này tiêu hao cũng vô cùng kinh khủng. Toàn bộ năng lượng mà tiên thiên thánh địa cổ lão trong Bích Lạc Cung có thể cung dưỡng cũng dần dần không đủ cho bộ não này sử dụng. Không thể sử dụng được thần thông nữa rồi. Trong lòng hai tôn tiên thiên thần ma kia cả kinh, lập tức gia tốc chạy tới, quyết định dùng lực lượng nhục thể đánh chết Trung Nhạc và Tư Mệnh. Nam Phục Khí, thật xin lỗi ngươi. Tư Mệnh đột nhiên nhẹ nhàng đặt bàn tay lên sát hậu tâm của Trung Nhạc. Trung Nhạc nhất thời cảm thấy huyết mạch Phục Khí trong cơ thể chính mình không thể áp chế, không thể ẩn giấu. Nhục thân và nguyên thần nhịn không được chấn động. Tiên thiên long lân rậm rạp chằng chịt từ trong cơ thể chui ra, dung mạo lập tức biến hóa, trực tiếp căng phòng, xé nát xiêm y nữ thần quan ở trên người của hắn. À! Trung Nhạc ngửa mặt lên trời hét dài. Tiên thiên long lân, tiên thiên thần cốt, tiên thiên thần nhãn, nhật nguyệt song mâu, tiên thiên thần tâm, huyết mạch tiên thiên, vào khoảnh khắc này toàn bộ đều đã thức tỉnh. Trong này có một gã Phục Khí, Phục Khí thí đã lẻn vào Bích Lạc Cung. Tư Mệnh đột nhiên thất thanh kinh hô, thân thể lướt nhanh về phía lục đạo thiên luân, phảng phất như là bị Trung Nhạc đánh bay vậy. Tinh thần ba động của nàng truyền ra, truyền vào trong đầu Trung Nhạc, lạnh như băng, không có bất kỳ cảm tình nào, chỉ có tính toán lợi ích. Nam Phục Khí, ta đã lưu lại cho ngươi một con đường sống, ngươi lập tức ném đế tử Phục Thương ra, mượn chiến lực của hắn, ngươi có thể giết ra Bích Lạc Cung. Phục Thương sẽ hấp dẫn sự chú ý của 800 tiên thiên thần ma này, ngươi có thể nhân cơ hội hỗn loạn mà trốn thoát đi, mà ta cũng có thể đạt được lục đạo thiên luân. Hắn là tội nhân của Phục Khí thí, tội đáng chết vạn lần. Dùng mạng của hắn đổi lấy mạng của chúng ta và lục đạo thiên luân, đáng giá mà. Trong lòng Trung Nhạc phẫn uất, ánh mắt đỏ bừng nhìn về phía nàng. Lúc này hai tôn tiên thiên thần ma đã dứt tới, công kích về phía gã Phục Khí hắn. Trong mắt hai tôn tiên thiên thần ma này tràn ngập lửa giận hừng hực, thân thể càng lúc càng cao, càng lúc càng vĩ ngạn, mở miệng quát lớn: Phục Khí, dư nghiệt! Trung Nhạc ngửa mặt lên trời rít gào, tiên thiên long lân rậm rạp chằng chịt điên cuồng mọc ra, lan tràn tới hai chân của hắn, biến hai chân của hắn thành đuôi rắn thật dài. Hắn rút tiên thiên thần đao ra, mạnh mẽ vung lên, tinh thần ba động gần như gào thét. Phục Thương có tội, tội đáng chết vạn lần, nhưng hắn cũng là Phục Khí, hẳn không nên chết bởi sự ám toán của đồng tộc. Tư Mệnh, ngươi làm như vậy thì có khác gì với đám Phục Khí phản bội kia không? Công kích của hai tôn tiên thiên thần ma kia ầm ầm đánh tới, cho dù không thể sử dụng bất luận thần thông gì, lực lượng nhục thể của bọn họ cũng mạnh mẽ vô song, cũng là vô địch. Nhục thân cường đại của tiên thiên thần ma khiến cho bọn họ không cần sử dụng bất luận thần thông gì cũng có được uy năng vô biên. Phong! Trung Nhạc phẫn nộ giống lớn, bước chân Tư Mệnh đang tiến về phía lục đạo thiên luân khẽ dừng lại. Phong, một chữ phong này khiến cho nàng có một loại ảo giác, phảng phất như nhìn thấy thân ảnh một tôn chiến thần Phục Khí thị tại thời điểm tao ngộ cường địch không thể địch nổi, đã vận khởi nhiệt huyết trong lòng để nghênh chiến. Ngu xuẩn! Nàng khẽ cắn răng, đi xuyên qua đám đồ đằng đế cấp, đại đạo đế cấp, vô số mảnh vỡ phong ấn, phong cấm, tiếp tục đi về phía lục đạo thiên luân. Nàng nhanh chóng leo lên kiện thần khí tạo vật thật lớn này. Sau lưng của nàng, tiên thiên thần đao của Trung Nhạc đã nghênh đón trọng kích của hai tôn tiên thiên thần ma. Chiến lực nhục thân thuần túy ầm ầm bạo phát, nhiệt huyết kích động tuôn rơi. Trung Nhạc rất nhanh đã bị vĩ lực tiên thiên thần ma chấn cho vỡ nát. Ngu xuẩn! Tư Mệnh lại cười lạnh, siết chặt nắm đấm. Đột nhiên nắm tay của nàng mở ra, vươn tay cầm lấy bộ xương khô trên bảo tọa lục đạo thiên luân kia, ném vào trong vực sâu. Ngu xuẩn, giống hệt như trước đây, không có nửa phần tiến bộ. Hắn là kẻ phản bội, là khởi nguyên của toàn bộ thảm kịch diệt vong, chết cũng chưa hết tội. Ta cứu hắn ra khỏi thiên ngục chính là vì để cho hắn chết chắn trong lúc lấy trộm lục đạo thiên luân, thành toàn cho hắn, để cho hắn lấy cái chết tạ tội. Nhục thân vỡ nát của Trung Nhạc nhanh chóng đoàn tụ trở lại, cái đuôi rắn khẽ run rẩy, thân thể như long xà chạy loạn, thanh tiên thiên thần đao trong tay chiếu rọi nhục thân vĩ ngạn của hai tôn tiên thiên thần ma kia, nỗ lực chiếu rọi ra nhược điểm của bọn họ. Ta sẽ không ngu xuẩn như ngươi, lưng ta gánh trọng trách Phục Khương chủng tộc. Tư Mệnh ngồi lên bảo tọa, hai tay đặt trên hai tay vịn băng lãnh của bảo tọa,
khẽ nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Ta không thể phạm phải bất kỳ sai lầm nào, không thể để cho bất luận tâm tình, không lý trí gì quấy nhiễu bất luận quyết đoán nào của ta. Phục Hy Thí hiện tại cần không phải là một vị chân thần nhiệt huyết, mà cần chính là một vị trí giả, không có bất kỳ tâm tình ba động nào, có thể vứt bỏ hết thảy, có thể lợi dụng hết thảy. Vì chấn hưng chủng tộc chúng ta, ta ngay cả một đồng tộc cuối cùng cũng có thể vứt bỏ. Ta có thể vứt bỏ ngươi." Lục đạo thiên luân thật lớn từ từ chấn động. Kiện thần khí tạo hóa vô cùng tinh vi, vô cùng phức tạp này đã có không biết bao nhiêu vạn năm chưa vận chuyển qua. Hiện tại dưới sự thôi động của nàng đã bắt đầu vận chuyển. So sánh với kiện thần khí này, thân thể của nàng lộ ra 10 phần nhỏ bé, giống như bụi bặm vậy. "Nhiệt huyết của ngươi không thể khích lệ ta, không thể cảm động được ta." Miệng nàng không ngừng lẩm bẩm. Hiện tại nàng đã có thể rời khỏi nơi đây. Lục đạo thiên luân phảng phất như là vì nàng mà tạo ra vậy. Bất luận kẻ nào, kể cả Bích Lạc tiên sinh, cũng không thể thôi động kiện thánh khí tạo hóa này, nhưng nàng lại có thể dễ dàng điều động lực lượng của nó. Thời điểm kiện thần khí tạo hóa này bắt đầu khởi động cũng đã tương liên với hết thảy địa ngục luân hồi của tinh vực Tử Vi, vũ trụ cổ lão cùng với 3.000 lục đạo giới. Nàng chỉ cần thôi động kiện thần khí này sẽ có thể tiến vào bất kỳ địa ngục luân hồi nào, cho dù là tồn tại đế cấp cũng không thể ngăn cản nàng, không thể đuổi kịp nàng, không thể truy tung nàng. Bàn tay Tư Mệnh khẽ run rẩy, nhìn thấy Trung Nhạc không ngừng chạy loạn, tiên thiên thần đao trong tay chém đứt thiên không, trong quang mang sáng như tuyết vẽ lên một đạo màu sắc huyến lệ thê mỹ. Hắn vì muốn tránh né hai tôn tiên thiên thần ma cấp bậc đế quân đã nhảy lên trên bộ não thiên lý, mà hai tôn tiên thiên thần ma kia cũng bay lên không trung truy sát tới cùng. Lúc này bộ não thiên lý đã thiêu đốt nóng hừng hực, tinh thần hỗn loạn không ngừng lặp đi lặp lại những câu nói như: "Sai rồi, không đúng, tính không ra." Kiện thần khí thiên đạo này bất cứ lúc nào cũng có khả năng bạo tạc, tự mình hủy diệt chính mình. Mà vào lúc này, bên ngoài điện, gã thần ma chăm tay kia cùng với đám tiên thiên thần ma khác điên cuồng tiến nhập nguyên điện, chạy về phía này. Sắc mặt Tư Mệnh âm tình bất định, lẩm bẩm nói: "Ta không thể bị bất luận tâm tình không lý trí gì quấy nhiễu được, không thể, ta không thể giống như ngươi, không thể phạm phải bất kỳ sai lầm nào." Lục đạo thiên luân đột nhiên điên cuồng chuyển động. Tư Mệnh cắn chặt hàm răng. Lục đạo thiên luân chuyển động càng lúc càng kịch liệt, giống như sáu đạo tinh hà thật lớn tuần hoàn chuyển hóa xoay tròn xung quanh kiện thần khí tạo hóa này. Thời điểm kiện thần khí tạo hóa này chuyển động, chỉ thấy hàng rào thời không phảng phất như không hề tồn tại vậy. Sáu đạo tinh hà xoay tròn kích khởi hết thảy địa ngục luân hồi, khiến cho vô số thế giới địa ngục luân hồi vô biên ẩn giấu trong thời không chậm rãi xuất hiện. Nàng có thể tùy ý xuyên qua những lục đạo luân hồi này, tiến vào bất kỳ một chư thiên nào, bất kỳ một lục đạo giới nào. "Ta dẫn ngươi tiến vào, hiện tại ta lưu lại cho ngươi một đường sinh cơ, ngươi tự mình lo liệu đi." Tư Mệnh hừ lạnh một tiếng, uy năng của lục đạo thiên luân vào khoảnh khắc này hoàn toàn bạo phát, nguyên điện đột nhiên vỡ nát ra, bị sáu đạo thiên luân thật lớn cắt thành bể khối. Thậm chí ngay cả bộ não thiên ý cũng bị sáu đạo thiên luân này cắt ra, chia thành bể cái không gian bất đồng, giữa mỗi cái không gian là khoảng cách vô tận. Trung Nhạc đứng trên một khối bộ não thiên ý trong đấy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám không gian kia không ngừng chấn động. Những bảo vật ẩn giấu trong nguyên điện lúc này cũng nhao nhao hiển lộ tung tích. Một kiện thần khí thiên đạo khác, Thiên Phạt, cũng hiển lộ ra. Thiên Phạt là một bàn tay nắm vũ khí. Vũ khí mà nó nắm trong tay là một cây cự truy, tượng trưng cho lực lượng của thiên. Kẻ không tuân theo quy tắc của thiên sẽ bị cự truy đánh tới mức thần phục, đánh tới mức lưng cong xuống, đánh tới mức chân mềm nhũn, đánh tới phải quỳ xuống, đánh tới phải thần phục, đánh tới thiên đế phải xưng là thiên tử. Ngoại trừ kiện thần khí thiên đạo này ra, còn có một cây cổ thụ đã khô héo tới mức chỉ còn lại thân cây, ngay cả vỏ cây cũng đã bị chóc ra. Đó là một trong ba đại linh căn của vũ trụ, thần thụ tượng trưng cho sinh mệnh. Năm xưa đã từng xanh tươi tùm, treo đầy những trái cây sinh mệnh có thể kéo dài thọ nguyên của kẻ phục dụng. Luân hồi đại thánh đế đã từng đạt được một hột của nó, đã trồng ra bản đảo mẫu thụ. Hắn ngồi dưới mốc gốc cây bản đảo mẫu thụ ngộ đạo, đã tu thành thánh đế, trở thành kẻ thống trị đệ nhất lục đạo giới. Nhưng bản thể của bản đảo mẫu thụ, cây sinh mệnh thần thụ này lại đã bị khô héo, héo rũ tới mức chỉ còn lại có thân cây. Nhưng cây cổ thụ này vẫn còn hiện rõ vẻ hùng vĩ, trong những sợi rễ thô to còn lưu lại năng lượng sinh mệnh. Những chạc cây của nó vẫn chưa hoàn toàn mục nát. Trên chạc cây còn có một con hắc nha lẻ loi chơi chọi, hai móng vuốt
bắt lấy chạc cây khô quắt, toàn thân giống như hóa thạch vậy, đang ngồi chồm hổm ở nơi đấy. Con hắc nha này không biết còn sống hay đã chết, ngồi yên ở đó không chút cử động. Cho dù là nguyên điện bị cắt thành bảy khối không gian, cho dù là những bảo vật ẩn núp trong này đều đã hiển lộ tung tích, cho dù là những phong ấn phong cấm cũng đều đã héo rũ, nó thủy chung vẫn ngồi xổm ở trên cành cây không chút cử động. Trong những không gian khác của nguyên điện cũng đều có những kiện bảo vật kỳ lạ. Trung Nhạc chỉ kịp thoáng nhìn lướt qua một cái đã vội vàng bay thẳng lên không trung. Lúc này Lục Đạo Thiên Luân đột nhiên chấn động một cái, sau đó chui thẳng vào trong một địa ngục luân hồi, biến mất không thấy đâu nữa. Khối bộ não thiên ý dưới chân Trung Nhạc kia đột nhiên ầm ầm bạo tạc, uy năng bạo tạc kinh thiên động địa, đáng sợ tới cực điểm. Kiện thần khí thiên đạo này có được năng lực thôi diễn vô biên, nhưng rốt cuộc cũng không thể tính ra tương lai của Trung Nhạc, khiến cho khối lượng tính toán đã vượt qua cực hạn của nó, cộng thêm một kích của Lục Đạo Thiên Luân rốt cuộc đã ép vỡ nó. Trận bạo tạc kia đã hất bay toàn bộ đám tiên thiên thần ma. Tiếp theo, khối bộ não thiên ý thứ hai cũng theo đó bạo tạc, sau đó là khối thứ ba, khối thứ tư. Một kích kia của Lục Đạo Thiên Luân đã chia bộ não thiên ý ra làm 7 khối, tổng cộng 7 lần bạo tạc. Nguyên điện triệt để biến thành đống gạch vụn, từng kiện bảo vật khổng lồ bị đánh bay ra ngoài. Ở xa xa, 800 tiên thiên thần ma trong các tòa cung điện thánh địa cổ lão, từng tên bị hất bay. Đám thánh sơn cũng bị nhổ tận gốc. Cỗ khí lãng dâng trào mênh mông cuồn cuộn này hung hăng đập không biết bao nhiêu thần ma lên trên hàng rào tòa thiên tiên thánh địa cổ lão. Tòa thiên tiên thánh địa cổ lão này ẩn giấu bên trong nội bộ Bích Lạc Cung, cho nên giữa thánh địa và Bích Lạc Cung có một đạo hàng rào ngăn cách. 800 tiên thiên thần ma nhao nhao bị đụng sát lên trên hàng rào, từng tên bị ép tới mức thổ huyết không thể động đậy. Đạo khí lãng bạo tạc này tạo thành cũng thôi động đám đại tinh hỗn độn bên ngoài tiên thiên thánh địa cổ lão, để đám đại tinh hỗn độn đánh thẳng về phía hàng rào. Đạo hàng rào kia bị va chạm tới mức phủ đầy vết rách, một đạo rồi lại một đạo thanh âm va chạm khiến cho vết rách càng lúc càng nhiều. Đột nhiên, một gã tiên thiên thần ma bị ép dán sát trên hàng rào, hoảng sợ nhìn thấy một quả đại tinh hỗn độn cuồn cuộn nghiền ép thẳng tới, không khỏi lớn tiếng kêu la thảm thiết. Ngay sau đấy, hắn liền bị quả đại tinh hỗn độn kia đụng thẳng lên trên người. Hắn giống như một con ếch bị một gã cự nhân dẫm thẳng dưới chân vậy. Nhục thân cường đại của tiên thiên thần ma căn bản không thể đối kháng với trọng áp bậc này, bị đại tinh hỗn độn đụng cho hết thảy mọi thứ trong cơ thể đều bị nghiền ép ra ngoài hết. Tiên thiên thần huyết nhuộm đỏ cả đạo hàng rào. Tiếp theo, càng lúc càng nhiều quả đại tinh hỗn độn nữa đánh tới. Những vết rách trên hàng rào kia giống như một tấm mạng nhện trải rộng vậy. Đột nhiên một tiếng ầm vang thật lớn truyền đến, thân cây vô cùng thô to của sinh mệnh thần thụ ầm ầm đánh tới. Đạo hàng rào bị đụng vỡ ra một cái động thật lớn, uy năng khủng bố do thần khí tiên thiên bạo tạc hình thành phảng phất như hồng thủy gặp được chỗ thoát nước vậy, điên cuồng phóng vọt về phía cái động lớn này. Tiếp theo đấy, lại một kiện thần khí thiên đạo khác, một bàn tay cầm lấy thần truy ầm ầm văng tới, đạo hàng rào lại bị đụng vỡ ra một cái động lớn. Trong Bích Lạc Cung, đám thần ma dưới trướng Bích Lạc tiên sinh đang rảnh rỗi không có việc gì, dù sao nơi này là địa phương sứ giả của thiên cư trú, có thể đi tới nơi đây đều là những tồn tại thân phận địa vị cực cao. Vào ngày thường, khách nhân tới đây bái phỏng vốn dĩ đã ít ỏi không có bao nhiêu, cộng thêm hiện tại sắp sửa tới ngày đại thọ của thiên đế, kẻ tới nơi này đã ít lại càng ít hơn. Đám thần ma này vừa nói vừa cười, vô cùng hoan hỉ vui vẻ. Đúng lúc này, sâu bên trong Bích Lạc Cung đột nhiên truyền ra từng tràng chấn động kịch liệt. Bọn họ còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, đạo uy năng khủng bố kia đã ầm ầm bạo phát, sinh mệnh thần thụ lăn lông lốc tới, một đường nghiền ép. Những nơi nó đi qua hết thảy đều bị nghiền ép vỡ nát. Đám thần ma dưới trướng Bích Lạc tiên sinh ngay cả cơ hội tránh né cũng không có, trực tiếp bị nghiền nát thành bột mịn. Trên chạc cây sinh mệnh thần thụ, con hắc nha kia vẫn như cũ thành thành thật thật ngồi chồm hổm trên chạc cây, mặc kệ thần thụ gặp phải trùng kích như thế nào, con hắc nha vẫn như cũ không chút cử động, phảng phất như nối liền thành một thể với thần thụ vậy. Đám thần ma còn lại ngơ ngác như một màn này, còn chưa phục hồi lại tinh thần, một bàn tay cầm cự truy cũng đã lăn lông lốc tới, đè chết đập vụn không biết bao nhiêu người bọn họ. Đại thủ cầm cự truy kia cũng giống như nối liền thành một thể với cự truy thủy chung cũng không bị tuột tay. Ầm ầm, một tiếng ầm vang thật lớn truyền ra, một cỗ phong bạo do bạo tạc nhấc lên trực tiếp hất bay hai phiến đại môn của Bích Lạc Cung, đánh thẳng về phía thiên đình.
Ngay sau đấy, đạo phong bạo kinh khủng kia thở quét tới, giống như một đạo hỏa trụ do thần hỏa cấu thành, đốt lên không biết bao nhiêu tòa cung điện ở phía trước. Đám thần ma không kịp né tránh, bị phong bạo hỏa diễm thổi quét, toàn thân bùng cháy lên liệt hỏa hừng hực. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên ngất trời. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vô số cường giả trong thiên đình vô cùng chấn động, nhao nhao phóng thẳng lên cao, ngơ ngác nhìn một màn kinh người này. Một gã thần ma già nua, thanh âm run rẩy, thân thể cũng không ngừng run rẩy, liên tục lẩm bẩm. Có địch tập kích sao? Đây là thiên đang sắp sửa sụp đổ hay sao? Nơi đó là địa phương sứ giả của thiên cư chú, cung điện của Bích Lạc tiên sinh. Quỷ sư quỷ U Minh cũng không khỏi ngơ ngẩn, đột nhiên thất thanh nói. Nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai dám động thủ với Bích Lạc tiên sinh đây? Lúc này trong thiên đình, trong lục ngự cung, đám người tiên thiên đế quân, kim ô thần đế, phiêu phủ giữa không trung, nhìn về phía Bích Lạc cung đang bốc lửa hừng hực. Ở trong lòng tất cả mọi người, cho dù là trong lòng của thiên đế, Bích Lạc cung chính là một địa phương vô cùng thần bí, vô cùng thần thánh. Đây là địa phương đại biểu cho thiên, mà hiện tại địa phương này đang bốc lên liệt hỏa hừng hực. Uy nghiêm của thiên ở trong trận liệt hỏa thiêu đốt này đã bắt đầu có chút dao động. Đột nhiên, một thân cây thật lớn không ngừng lăn lông lốc đụng vỡ bích tường Bích Lạc cung, suýt chút nữa đã rơi vào trong vực sâu thiên ngục phía dưới. Sau đó lại có một đại thủ cầm lấy cự truy cũng lăn lông lốc rơi xuống trên sợi dây xích treo bên dưới Bích Lạc cung, bị hai sợi dây xích hiểm hiểm kiềm lại, cũng không rơi xuống vực sâu. Thần khí tiên phạt sao? Hô hấp của Đế Minh Tiên Đế đột nhiên trở nên vô cùng gấp gáp. Trước đây hắn đã từng thấy qua kiện thần khí tiên phạt này. Sau khi hắn mới đăng cơ bảo vị thiên đế, Bích Lạc tiên sinh đã cầm theo kiện thần khí tiên phạt này tới gặp hắn, khiến cho hắn lĩnh hội uy nghiêm của thiên, khiến cho hắn không thể không tự xưng là thiên tử. Mà hiện tại hắn rốt cuộc một lần nữa nhìn thấy kiện thần khí tiên phạt này, hơn nữa còn là không có Bích Lạc tiên sinh ở bên cạnh. Hô hấp của hắn trở nên ồ ồ, trong lòng sinh ra dục vọng vô biên. Chỉ cần trường khống được kiện bảo vật này, hắn sẽ không còn là thiên tử nữa, không còn là đế vị khó giữ được, không còn phải căng căng thẳng thẳng lo lắng những tồn tại đế cấp khác đoạt quyền. Hắn sẽ có được lực lượng vô biên nghiền ép hết thảy, bất luận kẻ nào dám can đảm mơ ước địa vị của hắn, hắn sẽ trực tiếp phá hủy, trực tiếp yên diệt. Mục tiên thiên cái gì chứ, một truy đập chết thôi. Kim ô thần đế cái gì, một truy đập mất mạng. Đế Minh Thiên Đế nghĩ vậy rồi cất bước tiến về phía Bích Lạc cung. Thần quang trong mắt càng lúc càng cuồng nhiệt, hô hấp cũng càng lúc càng trầm trọng. Cũng ngay tại thời khắc hắn di động bước chân, đám tồn tại cường đại bọn tiên thiên đế quân hay kim ô thần đế, dương hầu ma đế cũng cất bước tiến về phía Bích Lạc cung. Thậm chí ngay cả đế hậu nương nương lúc này cũng không tự chủ được đứng dậy, cũng cất bước tiến về phía Bích Lạc cung. Không thể không nói, lực hấp dẫn của thần khí thiên phạt thật sự quá lớn. Nếu có thể đạt được kiện bảo vật này, bọn họ còn cần sợ hãi kẻ nào nữa đây? Khóe mắt của Đế Minh Tiên Đế khẽ nhảy lên, quan sát bốn phía. Cho dù là quỷ U Minh và thần Vũ Uy Vương cũng bị kiện thần khí thiên phạt này hấp dẫn. Thậm chí tại địa phương khởi nguyên của thiên hà ở đằng xa cũng có từng đợt tinh lãng cuộn trào. Hiển nhiên lão quái vật ở dưới đáy sông kia cũng bị mê hoặc, nghĩ muốn hiện thân tranh đoạt kiện thần khí thiên phạt này. Ngoại trừ thần khí thiên phạt này ra, còn có cây lão thụ đã héo rũ kia nữa cũng là vô cùng mê người. Bích Lạc cung hiện tại không hề có chút phòng bị, quả thật chính là một cơ hội tốt trời ban. Loại bảo vật này nếu như không lấy, chẳng phải là lãng phí mất thời cơ cực tốt này hay sao? Đế Minh Thiên Đế đột nhiên ra tốc, xông thẳng về phía Bích Lạc cung. Cùng lúc đấy, đám người tiên thiên đế quân, đế hậu nương nương cũng nhao nhao dốc toàn lực xông về phía Bích Lạc cung. Trong lòng đông đảo cường giả đế cấp lúc này không có bất cứ thứ gì khác nữa, chỉ còn có bàn tay đang cầm cự chi kia mà thôi. Tồn tại đế cấp cường đại tới mức nào đây, tốc độ nhanh tới mức nào đây? Mặc dù diện tích thiên đình mênh mông vô ngần, Bích Lạc cung cách bọn họ cực xa, thế nhưng đối với những tồn tại này cũng bất quá chỉ là một hơi thở sẽ có thể tới được nơi đấy. Không gian bốn phía Bích Lạc cung cơ hồ bị những tồn tại đế cấp này nghiền nát. Thời điểm bọn họ tới đây, không trung ầm ầm chấn động kịch liệt, tầng tầng tan rã. Từng đạo thân ảnh cao to chậm rãi xuất hiện vần quanh bốn phía Bích Lạc cung, khuôn mặt cũng có chút vặn vẹo. Khuôn mặt bọn họ vặn vẹo đến cực điểm, nhao nhao vươn tay ra chụp về phía kiện thần khí thiên phạt kia. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên nhẹ nhàng vươn tới. Bàn tay này vậy mà hòa làm một thể với bàn tay bị đứt kia.
Bàn tay đứt kia phảng phất như sinh trưởng trên bàn tay của người này vậy, không nhìn ra có bất kỳ khe hở liên tiếp nào. Thần khí thiên phạt bị tồn tại đột nhiên xuất hiện này nắm ở trong tay, trong lòng đám người đế minh thiên đế liền giật mình, vội vàng thu hồi bàn tay mỗi người, thần sắc vặn vẹo trên mặt cũng khôi phục lại như bình thường. Trong khoảng thời gian ta không có ở nhà, không ngờ Bích Lạc Cung lại loạn thành như vậy. Kẻ bắt lấy thần khí thiên phạt kia chính là Bích Lạc Nhân Sinh. Gương mặt của hắn ôn hòa, không nhìn ra có chút thần sắc giận dữ nào cả, đảo mắt quan sát bốn phía một phen, lắc lắc đầu nói: tựa hồ có tồn tại nào đó đã nhân cơ hội ta vắng nhà để quấy phá, vậy mà tạo thành phá hoại lớn như vậy. Bệ hạ, các vị đạo hữu hữu lễ rồi. Bích Lạc Tiên Sinh tay cầm thần khí thiên phạt, không người hành lễ. Đám người đế minh thiên đế, tiên thiên đế quân không dám sơ suất, vội vàng hoàn lễ. Bích Lạc Tiên Sinh đứng thẳng người lên, lạnh nhạt nói: ta còn phải điều tra rõ là tồn tại gì quấy phá, việc vặt rất nhiều, không có thời gian chiêu đãi các vị, xin mời các vị trở về đi thôi. Đám người đế minh thiên đế không nói một lời, nhao nhao rời đi, một khắc cũng không nguyện ý lưu lại. Sắc mặt của Bích Lạc Tiên Sinh trầm xuống, giống như treo xương lạnh vậy, cầm theo thần khí thiên phạt đi vào bên trong Bích Lạc Cung. Sắc mặt Bích Lạc Tiên Sinh càng lúc càng âm trầm, càng lúc càng lạnh. Lần này hắn thật sự đã nổi giận. Từ trước tới nay Bích Lạc Tiên Sinh vẫn luôn bình tĩnh ung dung, tự hồ bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến cho sắc mặt của hắn khẽ động, khiến cho hắn biến sắc. Nhưng lần này sắc mặt hắn lần thứ hai khẽ biến, lần đầu tiên nổi giận. Lần đầu tiên khiến cho sắc mặt của hắn khẽ biến chính là tại kịch biến Chấn Thiên Phủ, khiến cho hắn không thể không rời khỏi Bích Lạc Cung đi gặp Thiên. Mà lần này không chỉ khiến cho sắc mặt của hắn khẽ biến, thậm chí còn sinh ra sự phẫn nộ vô biên. Hắn đã nhìn thấy mảnh vỡ của Thiên Ý, mảnh vỡ của bộ não Thiên Ý tán lạc khắp nơi trong Bích Lạc Cung, phủ đầy trên mặt đất. Kiện thần khí thiên đạo này vậy mà đã vỡ nát. Đây là bảo vật mà Thiên đã ban cho hắn, dùng để giữ gìn tôn nghiêm của Thiên, không ngờ hiện tại cứ như vậy mà vỡ nát, hoàn toàn đã biến thành phế phẩm. Kiện bảo vật này đại biểu cho ý nguyện của Thiên, trí tuệ của Thiên hiện tại đã vỡ nát, rốt cuộc là đã gặp phải chuyện gì khiến cho Thiên Ý vỡ nát như vậy. Hắn tiến vào Bích Lạc Cung, nhìn thấy đám thuộc hạ của hắn tử thương vô số, có vài kẻ còn chưa chết, bị đại bạo tạc nổ tới mức chỉ còn lại có nửa thân trên, vẫn còn đang dãy giụa. Nhưng hắn không phải vì vậy mà phẫn nộ, mà hắn phẫn nộ bởi vì có kẻ đã hủy diệt Thiên Ý. Đột nhiên không gian vô thanh vô tức nứt ra, một bàn tay từ trong hư không xuất hiện, nhẹ nhàng cầm lấy cây sinh mệnh thần thụ đã héo rũ, nhanh chóng lùi ngược về. Lớn mật thật. Lửa giận trong lòng Bích Lạc Tiên Sinh cũng không cách nào nhẫn lại được nữa, giơ cao thần khí thiên phạt lên, đánh thẳng về phía cái đại thủ kia. Thiên phạt vừa giơ lên, đại đạo lập tức cầm vang, một chùy này của hắn dẫn phát đại đạo thiên địa gia trì. Một chùy vừa hạ xuống, chỉ thấy trong thiên địa có ước vạn đạo trường hồng bay tới, gia trì một kích này của hắn. Một thanh âm nổ vang trầm muộn vang lên, chỉ thấy thần khí thiên phạt rơi xuống trên lòng bàn tay đại thủ đang rút vào trong hư không kia, tạo nên trận trận sóng gợn không gian. Sau đấy thanh âm răng rắc vang lên không dứt, không trung không ngừng nứt ra, xuất hiện một khe nứt thật lớn. Khe nứt này nhanh chóng lan tràn, giống như một đạo lệch trời vậy, xuất hiện trên không trung bát ngát của thiên đình. Khe nứt không ngừng lan tỏa ra, từ dưới nhìn lên giống như một đại hạp cốc treo ngược trên thiên đình vậy, vô cùng khủng bố. Đây là thần khí thiên phạt đã xé rách không gian. Uy năng của kiện bảo vật này cực nhanh đã phá hủy không gian. Những khe nứt nơi đi qua, từng khỏa ngôi sao trên không trung thiên đình bị trực tiếp chia làm hai nửa. Trên thiên không truyền xuống thanh âm xé rách trầm muộn, khiến cho người ta không rét mà run. Ai cũng biết uy lực của thần khí thiên đạo kinh thiên động địa, chỉ là người thấy qua uy lực của thần khí thiên đạo đã ít lại càng ít. Trước đây chỉ có thiên đế mới có tư cách này, mà hiện tại thần khí thiên phạt rốt cuộc ở trước mặt thế nhân triển lộ ra uy năng vô thượng và uy nghiêm vô thượng của nó. Thiên uy không thể xâm phạm, kẻ xâm phạm thiên uy sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Thế nhưng lần này thiên uy đã tao ngộ kình địch, bàn tay đã biến mất trong hư không kia, cũng không trực diện đón đỡ thiên phạt, mà là dùng sinh mệnh thần thụ để đón đỡ nó, mượn cây thần thụ đã héo rũ này để chống lại uy năng của thiên phạt. Nhưng trong cái khe lớn kia cũng chậm rãi chảy ra một dòng máu, hiển nhiên uy năng của thiên phạt cũng là đã thương tổn được chủ nhân của bàn tay kia. Đế huyết nồng đậm từ trong khe nứt chảy ra, cái khe nứt phẳng phất như là vết thương của thiên vậy, máu tươi phẳng phất
như là máu tươi của thiên. Nhưng loại thương tổn này cũng không phải là thương tổn chí mạng. Chủ nhân của bàn tay kia mặc dù đã bị thương nhưng vẫn có thể chịu được. Hắn thừa dịp hỗn loạn lấy trộm sinh mệnh thần thụ, có thể nói thủ đoạn cực kỳ xảo diệu, nắm bắt thời cơ cực chuẩn. Hơn nữa, hắn còn mượn sinh mệnh thần thụ để chống cự uy năng của thiên phạt, xâm phạm thiên uy, đánh vỡ thần thoại của thiên, khiến cho thiên không còn cao cao tại thượng nữa. Rốt cuộc, vết rách không gian do một kích của thiên phạt tạo thành đã tới điểm cuối, uy lực của thiên phạt đã hao hết. Cái đại thủ kia mang theo sinh mệnh thần thụ biến mất không còn tung tích. Khóe mắt của Bích Lạc tiên sinh run rẩy, tay cầm theo thiên phạt, ánh mắt quét về phía chư đế trong thiên đình, thần sắc băng lãnh. Uy năng của thiên phạt đã bị đón đỡ, tồn tại thần bí này ở ngay trước mặt hắn đánh cắp sinh mệnh thần thụ. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Không chỉ là hắn vô cùng nhục nhã, mà thiên cũng là vô cùng nhục nhã. Không ngờ lại có hạng người cả gan làm loạn, dám can đảm khiêu chiến thiên uy. Hắn đây là muốn trở thành thiên đế đời tiếp theo, khiến cho thiên đế không còn là thiên tử hay sao? Bích Lạc tiên sinh mở miệng cười lạnh. Trong thiên đình, chư đế vẫn như đang đứng ở nơi đấy, biểu tình mỗi người khác nhau. Bọn họ kinh hãi, không ngờ tồn tại thần bí này có thể ngăn cản được uy năng của thiên phạt. Kinh hãi, không ngờ Bích Lạc tiên sinh lại không thể lưu lại được tồn tại thần bí này. Bích Lạc tiên sinh không thể từ trên mặt những tồn tại đế cấp này nhìn ra ý tưởng chân thật của bọn họ, không thể nhìn ra tồn tại thần bí xuất thủ cướp đoạt sinh mệnh thần thụ này có phải là một người trong số bọn họ hay không. Uy nghiêm của thiên là xây dựng trên vô số thi cốt, là xây dựng trên sự hủy diệt của thời đại địa ký. Muốn trở thành thiên đế mà không nguyện ý làm thiên tử sao? Xem ra thời gian 10 vạn năm đã khiến cho rất nhiều kẻ đã quên mất sự đáng sợ của thiên rồi. Hắn xoay người đi vào sâu bên trong Bích Lạc Cung, trong lòng lửa giận ngập trời. Tranh đấu đế vị một đời này, Bích Lạc Cung của ta nghĩ muốn thân ở thế ngoại chỉ sợ là không còn khả năng nữa rồi. Bích Lạc Cung ta còn phải tham dự vào trận đại tranh đấu này mới có thể một lần nữa trọng trấn lại uy nghiêm của thiên được. Trong Bích Lạc Cung, những thủ hạ may mắn còn tồn tại của hắn đang quỳ mọp trên mặt đất, bộ dáng căng căng thẳng thẳng. Bích Lạc tiên sinh cầm theo thiên phạt vẫn còn dính đế huyết đi vào tiên thiên thánh địa của lão. Trước mặt hắn, khắp nơi đều là tràng cảnh tàn phá hủy diệt. Bộ não thiên ý bạo tạc khiến cho tòa tiên thiên thánh địa này cơ hồ bị phá hủy. 800 tiên thiên thần ma đã xuất hiện thương vong, có hơn 14 tiên thiên thần ma đã biến thành thi thể. Thiên khí thiên đạo bạo tạc thật sự quá kịch liệt, ngay cả tiên thiên thần ma cũng không chịu nổi. Bích Lạc tiên sinh cũng không thể lại duy trì hình tượng trước đây được nữa, thanh âm khàn khàn hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại nháo tới trình độ như thế này? Thanh âm của hắn càng lúc càng vang vọng, càng lúc càng tức giận. Phòng ngự của Bích Lạc Cung ta thiên hạ vô song, có phong ấn của chư đế, có thiên ý thống hợp, cho dù là 10 vị tồn tại đế cấp liên thủ tới tấn công cũng có thể ngăn cản toàn bộ. Ngoại trừ thiên ý ra, còn có các ngươi nước kia, còn có các ngươi trấn thủ nơi này. Tại sao lại xuất hiện tình huống như thế này? Hắn nhịn không được lửa giận trong lòng, cao giọng hỏi. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai tôn tiên thiên thần ma phụng mệnh canh gác nguyên điện kia vẫn chưa chết. Bất quá, bọn họ cũng là thân bị trọng thương, tiến lên phía trước, không người bẩm báo. Bách Lý Ngự Thú dẫn theo hai nữ thần quan do đế hậu nương nương phái tới, tới đây muốn hỏi thiên ý, sau đó đã phát sinh ra kịch biến. Bích Lạc tiên sinh giận tím mặt. Đế hậu nương nương sao? Đế hậu nàng ta cũng dám sao? Nàng cũng xứng hay sao? Với lực lượng của nàng, căn bản không thể tạo thành phá hoại lớn như vậy cho Bích Lạc cung ta được. Một tôn tiên thiên thần không người nói. Là phục khí. Một nữ thần quan trong đó là một phục khí. Nữ thần quan còn lại bị hắn uy hiếp dẫn tới. Thời điểm tên phục khí này bại lộ, đã hiện ra chân thân, là tên phục khí này đã khiến cho thiên ý kịch biến kìa. Trong lòng Bích Lạc tiên sinh kịch liệt nhảy lên, thất thanh nói. Phục khí ư, hắn là cảnh giới gì? Một tôn tiên thiên ma thần khác nói. Không nhìn ra là cảnh giới gì, nhưng hắn cũng không quá cao đâu. Lúc đó thiên ý rút ra hết thể năng lượng trong Bích Lạc cung, không thể phát ra bất luận thần thông đạo pháp gì cả. Chúng ta cũng không nhìn ra cảnh giới chân thật của hắn. Bất quá chúng ta đã giao đấu với hắn một hồi,
thực lực của hắn hẳn là ở giữa thần hầu với thần hoàng. Bích Lạc tiên sinh thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói: Phục khí, một tên phục khí hèn mọn cấp bậc thần hầu thần hoàng cũng xứng hủy diệt thiên ý sao? Cũng có thể đánh cắp lục đạo thiên luân sao? Cũng có thể khiến cho các ngươi trọng thương thành bộ dạng như thế này sao? Hắn có thể phá giải cấm chế và phong ấn của Bích Lạc cung ta hay sao? Sắc mặt hai tôn tiên thiên ma thần kia xấu hổ lên tiếng nói: Không biết hắn đã dùng biện pháp gì khiến cho thiên ý không ngừng tính toán rút cạn toàn bộ năng lượng trong Bích Lạc cung, ngay cả năng lượng của cấm chế và phong ấn cũng bị thiên ý hút đi, cho nên... Bích Lạc tiên sinh nhất thời chán nản, có một loại cảm giác vô lực sâu sắc. Tình huống hai tôn tiên thiên thần này nói qua quả thật là có khả năng phát sinh, nhưng cũng không có khả năng phát sinh. Bích Lạc cung này thật sự vô cùng quan trọng, cho nên thời điểm kiến tạo nơi đây đã cố tình tương liên bộ não thiên ý với tất cả mọi phong cấm phong ấn ở nơi này. Nếu có ngoại địch tới tấn công, thiên ý sẽ có thể giáng ngự toàn bộ phong cấm phong ấn chống địch. Câu nói cho dù là 10 vị tồn tại đế cấp liên thủ cũng không thể công phá được nơi này quả thật cũng không phải là khoác lác. Nhưng cái này cũng khiến cho bộ não thiên ý quả thật có thể rút ra năng lượng của phong cấm phong ấn. Bất quá khả năng phát sinh tình huống như vậy tuyệt đối là không tồn tại, bởi vì không có sự tình mà thiên ý suy tính không ra, không có sinh linh mà nó suy tính không ra. Hết thảy mọi nghi nan thiên ý cũng đều có thể giải đáp được. Ở trước mặt của nó không tồn tại sự tình không thể giải thích, lại càng không cần điều động năng lượng của phong cấm phong ấn để suy tính một vấn đề. Nhưng một màn này hiện tại đã nói rõ, tên phục khí này chỉ sợ là đã dùng sự tình không thể giải thích, không thể suy tính, khiến cho bộ não thiên ý tự mình phá hủy phòng ngự bền chắc không thể phá được của Bích Lạc cung, thậm chí còn khiến cho thiên ý không cách nào giải ra chuyện kia mà vì vậy vỡ nát, tự mình hủy diệt chính mình. Có chuyện không thể giải ra được, vậy còn có thể là thiên ý nữa hay sao? Tên phục khí kia đâu rồi? Bích Lạc tiên sinh lấy lại bình tĩnh lên tiếng hỏi. Hai tôn tiên thiên thần ma kia lướt nhìn nhau một cái, chần chừ nói: Bạo tạc mạnh mẽ như vậy, hắn hẳn là chết rồi. Hẳn là sao? Bích Lạc tiên sinh đảo mắt quan sát bốn phía, cười lạnh nói: Thường thường, thời điểm nói ra hai chữ hẳn là này sẽ có thể là không phải. Nếu hắn thật sự đã chết, vậy lục đạo tiên luân đã đi nơi nào rồi? Hai tôn tiên thiên thần ma nhất thời ngẩn ra. Bích Lạc tiên sinh tiếp tục nói: Từ tình hình mà các ngươi miêu tả, không phải là hắn lấy đi lục đạo thiên luân, hắn còn có trợ thủ. Nữ thần quan còn lại kia chính là trợ thủ của hắn. Nữ thần quan này chắc chắn cũng là một tên phục khí, chính là nàng đã đánh cắp lục đạo thiên luân, mà tên phục khí còn lại chính là hấp dẫn lực chú ý của các ngươi, khiến cho nàng có cơ hội đánh cắp lục đạo thiên luân chạy thoát. Hắn chỉ là quỷ chết thay mà thôi. Hai tôn tiên thiên thần ma không dám nói lời nào. Nếu đã là quỷ chết thay, vậy khả năng còn sống trong đại bạo tạc quả thật rất nhỏ, cực kỳ nhỏ. Bất quá, tóm lại vẫn là có khả năng. Ánh mắt Bích Lạc tiên sinh chớp động, đảo quét về phía thánh địa cổ lão đổ nát không chịu nổi, truyền lệnh cho rất nhiều tiên thiên thần ma: Tìm kỹ tất cả mọi nơi, hết thảy mọi không gian bí ẩn cho ta, mãi tới khi xác nhận hắn không còn sống nữa mới thôi. Đám tiên thiên thần ma may mắn còn tồn tại nhận lệnh phân tán ra tìm kiếm. Bên cạnh Bích Lạc tiên sinh, hai tôn tiên thiên thần ma kia đánh bạo nói: Bích Lạc tiên sinh, lục đạo thiên luân kia bị nữ thần quan còn lại cướp đi, chuyện này... Bích Lạc tiên sinh khẽ mỉm cười thản nhiên nói: Đây cũng không phải là chuyện xấu, đây là chuyện tốt à. Hai tôn tiên thiên thần ma kia nhất thời ngẩn ra, thất thanh nói: Là chuyện tốt sao? Quả thật là một chuyện tốt. Tâm niệm Bích Lạc tiên sinh khẽ động, cự chi thiên phạt kể cả bàn tay kia phân tách ra khỏi cánh tay của hắn, rồi nhàn nhạt nói: Hơn nữa còn là chuyện rất tốt kìa. Trước đây lục đạo thiên luân giấu ở nơi này, căn bản là không thể thôi động được, cho dù là cường giả của phục khí thần tộc cũng không thể thôi động được nó. Mà hiện tại đã có một phục khí có thể thôi động kiện trọng khí này, tự nhiên là chuyện tốt bằng trời rồi. Ánh mắt của hắn chớp động. Cho dù không xảy ra chuyện tình Bích Lạc cung bị trộm lần này, tương lai ta cũng sẽ an bài một tuần kích để cho lục đạo tân thiên luân bị trộm đi, lưu lạc tới trong tay Dương Nghiệt phục khí có thể động dung kiện bảo vật này. Kể từ đấy,
mới có thể biết được ảo diệu vận hành của lục đạo thiên luân, khiến cho sự thống trị của thiên triệt để vững chãi. Bây giờ lục đạo thiên luân đã bị nữ thần quan kia đánh cắp đi, chính là hợp ý của ta mà. Chỉ là hắn nhớ tới bộ não thiên ý đã bị phá hủy và sinh mệnh thần thụ đã bị cướp ly, trong lòng không khỏi một lần nữa sinh ra lửa giận. Khởi bẩm tiên sinh, tìm được một cỗ thi thể. Đột nhiên có tiên thiên thần ma cao giọng nói.